Chào mọi người, có ai ở đây cảm thấy mất mặt về nghề nghiệp của bố mẹ không ạ? À? Em thì thấy cực kỳ mất mặt luôn ấy. Bố mẹ các bạn thì làm giám đốc, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ. Vậy mà bố em lại làm thợ xây, mẹ thì bán đồ ăn vỉa hè. Hôm nào đi làm về người cũng nhét nhác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đã thế còn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. À, giới thiệu một chút, em vừa mới lên cấp 2, nhà em mới chuyển từ quê lên thành phố bố mẹ bảo lên đây kiếm được nhiều tiền hơn nhưng em không hiểu bố mẹ làm cái nghề đấy thì bao giờ mới nhiều tiền cho được em không bao giờ dám nói nghề nghiệp của bố mẹ cho bạn bè biết ấy vậy mà mẹ bán ở đâu không bán lại chọn bán ở ngay trước cổng trường của em em từng nói thẳng ra là mẹ chuyển đi chỗ khác bán đi bán trước cổng trường con bạn bè con nhìn thấy biết là mẹ con thì xấu hổ lắm thì mẹ chỉ bảo trước cổng trường nhiều học sinh mới bán được con ạ à. không sao đâu Mẹ lúc nào cũng bịt kín mặt mà Có hôm tan học Tự nhiên mấy đứa bạn em lại muốn ăn bánh rán mẹ em bán Nên lôi bằng được em ra chỗ mẹ Đương nhiên là bọn nó không biết đó là mẹ của em Cũng may là em có dặn mẹ trước Là nếu gặp em Thì mẹ cứ coi như không quen Em không muốn ăn mấy cái bánh bẩn thiểu đó chút nào Nên mới bảo lũ bạn là Mấy cái đồ vỉa hè này bẩn lắm Bụi bặm bám đầy Ăn làm gì Đau bụng cho coi Nhưng chúng đó nhưng chúng nó vẫn nhất quyết đòi ăn còn khen lấy khen để có đứa còn bảo ước gì mẹ tao bán bánh giống cô này để ngày nào tao cũng được ăn em chả hiểu sao mà nó lại có cái suy nghĩ đó luôn á bố mẹ nó người thì làm bác sĩ người thì làm luật sư như vậy không sướng sao em thì lại ước được đổi bố mẹ với nó ấy một lần khác trên đường đi học về lại đi qua công trình bố làm em đã cố cúi mặt và đi thật nhanh qua nhưng bố vẫn nhìn thấy em và gọi em lại nhưng em vẫn cứ làm lơ và đi tiếp bạn em bảo bố mày gọi mày hay sao ấy Thì em chỉ bảo là Chú ấy nhận nhầm thôi Bố ta làm trong văn phòng cơ mà Sao mà phơi mặt ngoài đây được Đau đầu nhất là sắp tới kỳ họp phụ huynh Em không muốn bố mẹ đi họp phụ huynh Cho nên đã viện đủ lý do với cô giáo Bảo là bố mẹ bận không đến được Nhưng mà cô giáo nhất định không đồng ý Nói là đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên Nên rất quan trọng Cũng không mất nhiều thời gian Nên phải bảo bố mẹ cố sắp xếp tới nhưng em vẫn không nói với bố mẹ và kết quả là bố mẹ em vắng mặt trong buổi họp phụ huynh. Không ngờ cô giáo lại gọi điện cho bố. Thế là em bị bố mẹ mắng cho một trận. Bảo là bố mẹ vất vả đi làm để kiếm tiền cho em ăn học. Em không biết ơn mà lại còn như vậy. Thì bố mẹ nào mà chả phải đi làm để nuôi con ăn học đúng không mọi người? Thế nên em mới bật lại là bao nhiêu nghề bố mẹ không làm. Sao tự nhiên đi làm mấy cái nghề nhếch nhác đó? Bố mẹ mà đến lớp con xấu hổ lắm. Bố em nghe vậy thì tát em một cái đau điếng Giờ nghĩ lại em vẫn thấy tức Nếu mà ở quê thì đã đành Nhưng mà đây bố mẹ em cứ muốn lên thành phố để kiếm cho được nhiều tiền Nhưng mà em không hiểu làm cái nghề đó để kiếm được bao nhiêu tiền chứ Thảo quê làm nông dân còn hơn Con cái cũng đỡ mất mặt